nhân giống khoai lang Nhật bằng máy kích rễ mini. Hôm nay Sâu giới thiệu với các bạn về cách nhân giống từ một củ khoai ra rất nhiều cây khoai lang Nhật để ta trồng lấy củ. Đầu tiên thì chúng ta hãy nhìn trên màn hình, rễ thì ở một nơi phía dưới nhưng cây thì lại nằm tít ở trên. Vậy một câu hỏi đặt ra là cây này lấy rễ gì để mà trồng? Không thể liền từ trên xuống dưới được, nhưng các bạn hãy yên tâm, chúng ta hãy nhìn kỹ vào cái phần rễ đây. Khi mà những cái đốt trắng trắng, cái mầm trắng trắng tức là cái đầu rễ đấy bắt đầu nhú ra trên cây con, ở cái phần gốc của cây con, tức là cây đã đến tuổi mà có thể tách ra khỏi củ để mà ta dâm ra nhiều rễ. Ví dụ đấy, bạn thấy đây là những cái mầm trắng trắng nằm đây đấy, nó nhú rễ trắng, chính là cái rễ của cái cây này đấy. Thế thì nó quá trình thủy hóa diễn ra trong cái thân này để làm phân bón cây. Đấy là lý do vì sao ta chỉ cần nước lã mà cây vẫn xanh tươi, vì dưỡng chất nó được chuyển hóa từ củ để nuôi thân cây. Thế đến khi mà đã đủ rồi, ta không nên để cho cây này tiếp tục như là kiểu đứa con đã lớn rồi 2 tuổi còn bú sữa mẹ nữa, phải cần được cai sữa thì rất dễ thôi. Đến đây ta có thể thấy nó đủ cái phần đây, các bạn nhìn thấy nó đủ cái chồi trắng trắng ấy, mầm trắng trắng lấm tấm ấy. Đấy là rễ, ta mạnh dạn xoay nhẹ nhẹ, ta kéo ra tỉa bớt lá đi, ta cho vào máy dâm cành. Ở đây tôi làm ví dụ vì đây là ngày đầu tiên mà tôi dâm trong cái máy mini tự chế này. Đấy, thế còn những cái con này thì để cho dưỡng chất ở trong củ nó nuôi tiếp, để cho những cái con này hoàn toàn khỏe mạnh ra được, nhú được đầu rễ. Lúc bây giờ ta hãy vặt tiếp. Bây giờ tôi ví dụ như là những cái con này ta hãy vặt lá dưới đi để cho nó tập trung ra rễ. Sau khi ta vặt hết lá dưới, ta có thể chập 3 cây vào để đưa vào trong cái buồng dâm kích rễ này. Ở buồng dâm của tôi thì ở đây ta thấy nhiệt độ trong phần kích rễ là 29 độ 6, trong khi nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 32 độ. Lý do là tôi lấy cái đá lạnh ở trong tủ lạnh, cho vào khoảng 5-6 viên vào trong cái bầu dung dịch kích rễ này thì nhiệt độ nó giảm xuống ngay, mà chỉ cần cho 5-6 viên thôi nó giảm xuống lúc đầu là 24 độ, xong nó sẽ nhích dần lên thì cũng kéo dài được chừng 3 tiếng đồng hồ. Như vậy là vấn đề duy trì mát buồng rễ ta đạt được. Thế còn ở trên cái buồng dâm ở trên này, tôi dâm những cây khác, nhưng nhân tiện giới thiệu cho các bạn xem với một cái cảm biến tương đối chính xác này, thì hiện nay là độ ẩm ở trong cái buồng dâm này là 99%, tức là gần đạt độ bão hòa, không bao giờ sợ cây héo cả. Thế còn nhiệt độ trong buồng dâm này đấy, nó cũng gần bằng nhiệt độ không khí 31 độ 9, nhưng ở trên này thì không quan trọng, thực sự là quyết định là ở cái nhiệt độ trong dưới dung dịch. Khi mình đã nhúng xuống thì nó sẽ được mát và nó sẽ ra rễ nhiều hơn. Ở đây tôi lấy ví dụ như là đây, tôi chập mà 2 cái này vào lần lượt. Thí dụ như ở đây tôi là làm nhiều tầng thì ta bỏ tầng thứ nhất xuống, ta sẽ nhìn thấy trong đây tôi đã khoan sẵn một số lỗ để mà ta cắm vào. Đây tôi cắm sẵn một cây đây rồi, còn bên này là những cái hoa hồng với lại hoa giấy, thì để tôi thử nghiệm khác sẽ review kết quả báo cáo các bạn sau. Còn bây giờ đây, ví dụ như là những cái lỗ để sẵn như này, ta hoàn toàn là khoan khoảng 1/2 thì ta có thể đút được nhiều cây xuống dưới này. Đó. Và thậm chí là các bạn có thể thử xem với nhiệt độ độ ẩm không trong cái buồng dâm này là 90 mấy độ thì cũng không cần, theo tôi là cũng chẳng cần phải cắm xuống dưới nước, cây vẫn có khả năng là không bị héo. Bây giờ ta thử cùng test, ngày mai tôi sẽ có nhật ký tiếp của ngày mai. Còn hôm nay là nhật ký dâm kích rễ khoai Nhật trong máy dâm mini tự chế. Rồi, thân ái chào các bạn.